Thưa đồng bào, chiến sĩ, đồng chí cả nước và các bạn bè quốc tế, thưa gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đồng bào chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và gia đình, long trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Đất nước ta mất đi nhà lãnh đạo tài năng, phong trào cộng sản tiến bộ thế giới mất đi nhà lý luận sắc bén, bạn bè quốc tế mất đi người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết, gia đình, dòng tộc, quê hương Đông Hội mất đi người con ưu tú. Gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, giáo sư, tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ, uyên bác, sắc sảo đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhà tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, ngọn cờ lý luận của Đảng, đã làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Về vai trò của Đảng Cộng sản, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, di sản vô giá đó đã củng cố niềm tin mãnh liệt về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phong trào Cộng sản trên thế giới, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay. Với tầm nhìn chiến lược về tình hình quốc tế trong thế giới đương đại, với những nỗ lực không ngừng góp phần duy trì, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, đồng chí đã mở ra chương trình mới trong quan hệ giữa nước ta với các đối tác quốc tế, thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia, tăng cường sự đóng góp của Việt Nam bằng nhiều cam kết, hành động thiết thực, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa đất nước ta tiến lên mạnh mẽ. Mãnh liệt truyền cảm hứng, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bằng trí tuệ, tinh thần nhân văn, nhân ái cao cả, bằng ý chí quyết tâm mạnh mẽ, bằng nhân cách và danh dự người chiến sĩ Cộng sản hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, với tâm niệm danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, nhà lãnh đạo kiên trung Nguyễn Phú Trọng đã không ngừng xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu làm rõ về bản chất của Đảng, về xây dựng Đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam. Từ đó, đồng chí đã cùng Ban chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết, kiên trì chống lại chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng. Đây là cuộc chiến chống giặc nội xâm vô cùng gian nan vất vả, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh trí tuệ để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, lần đầu tiên Đảng ta đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí luôn trăn trở, đau đáu với vấn đề xây dựng cơ quan lập pháp thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân,
thực sự dân chủ và đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và phát triển mạnh mẽ đất nước. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Nhà văn hóa lớn Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tâm huyết và có cống hiến đặc biệt quan trọng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, sau hơn 70 năm, Đảng ta đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc về văn hóa, mốc son gắn kết tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Với nhãn quan chính trị sâu sắc, nhạy bén, đồng chí đã nâng tầm tư duy chiến lược, tạo bước phát triển mới cho nền quốc phòng, an ninh và đối ngoại Việt Nam. Đó là tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, luôn chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, tinh gọn, mạnh, thật sự trong sạch, vững mạnh. Quân đội, công an đoàn kết gắn bó như hai cánh của một con chim, như thanh kiếm và lá chắn, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, phát huy vai trò tiên phong của nền ngoại giao toàn diện, hình thành và lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghệ thuật ngoại giao thời đại mới mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam trên cơ sở cốt cách con người Việt Nam dĩ bất biến, ứng vạn biến, hòa hiếu, lấy chí nhân thay cường bạo. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí, Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trên trường quốc tế, không ngừng hội nhập sâu rộng, toàn diện vào nền chính trị quốc tế, nền kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại. Xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhân dân, là con người, là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa và không ngừng củng cố đại đoàn kết, thống nhất, trước hết là đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong sáng. Đồng chí luôn quyết tâm, hoạch định và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi chủ trương chính sách hợp lòng dân, kiên định lập trường, quan điểm và thực hành dân là gốc, nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới. Nhà Cộng sản chân chính, chí tình, chí nghĩa luôn tâm niệm và yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải có trách nhiệm cao nhất với dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng. Trọn cuộc đời, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần ý chí thép, không lùi bước cũng như trở ngại khó khăn, mang hết tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cách mạng, làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân, khẳng định một nhân cách lớn, sống trọn cuộc đời vì nước, vì Đảng, vì dân. Đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực, sáng ngời về bản lĩnh đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, lối sống giản dị, liêm khiết, chân thành, phong cách làm việc dân chủ, tận tụy, khoa học, sâu sát, quyết liệt, nhất quán giữa nói và làm, tôn trọng và yêu thương con người, rất đỗi gần gũi với nhân dân, thật sự là hạt nhân quy tụ đoàn kết, thống nhất, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, được cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài kính trọng, tin tưởng và tự hào, được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Chúng ta thành kính, tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao, cống hiến vô cùng to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ghi nhận những công lao, cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí, Đảng, Nhà nước ta đã trân trọng trao tặng Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất. Nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Kính thưa anh linh đồng chí Nguyễn Phú Trọng, hôm nay chúng tôi có mặt tại đây cùng đồng bào chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, vô cùng thương tiếc tiễn đưa đồng chí về cõi vĩnh hằng, về với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, văn hiến và anh hùng.
Đồng chí ra đi nhưng tên tuổi và sự nghiệp, công lao và cống hiến, tài năng và đức độ của đồng chí sẽ còn sáng mãi trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, trong sự tri ân của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, trong tình cảm của bạn bè quốc tế. Vĩnh biệt đồng chí, nhà lãnh đạo kết tinh phẩm giá, nhân cách của Đảng, hiện thân của hòa bình, thống nhất và tiến bộ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện một lòng thực hiện ước nguyện của đồng chí, khắc cốt ghi tâm lời căn dặn: nếu là người, hãy là người cộng sản. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước, trong đó có đồng chí đã lựa chọn, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng một thế giới tiến bộ, văn minh và đạo đức. Di sản của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lịch sử Việt Nam, sẽ được kế thừa và phát huy hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí đã trọn đời ấp ủ, phấn đấu, hy sinh. Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta thành tâm gửi đến gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng kính mến, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của chúng ta. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng bào, đồng chí, các vị khách quốc tế và gia đình phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.